Muốn về cực lạc tu thêm chú Lăng Nghiêm. Nhiều người hỏi Lam, tu nhiều như vậy rốt cuộc rồi sẽ đi về đâu? Vâng, xin thưa, Lam sẽ về cực lạc thế giới của Phật A-di-đà. Tu chú Lăng Nghiêm niệm lục tự đại minh chân ngôn là cũng để về cực lạc thế giới. Bổn nguyện của Phật A-di-đà là niệm danh hiệu Ngài, Ngài liền tiếp dẫn. Nhưng không chỉ có đơn thuần như thế. Như bạn niệm lục tự đại minh chân ngôn thì Quán Thế Âm Bồ Tát đưa bạn về cực lạc. Bạn niệm danh hiệu Phật Dược Sư, niệm chú Dược Sư thì Phật Dược Sư cũng đưa bạn về cực lạc thế giới. Bồ Tát Quán Thế Âm, Phật Dược Sư cũng sẽ nói với Phật A-di-đà: xin Ngài hãy vì chúng tôi mà tiếp dẫn người này coi như chúng tôi gửi gắm. Lẽ nào Phật A-di-đà lại không đến tiếp dẫn? Bây giờ bạn niệm chú Lăng Nghiêm thì số lượng Phật Bồ Tát và Kim Cang Mật Tích nhiều như số cát sông Hằng đồng đưa bạn về cực lạc thế giới. Chỉ cần điều kiện duy nhất là bạn muốn về cực lạc thế giới, chỉ cần muốn đi là liền đi. Bạn niệm chú Lăng Nghiêm và niệm Phật vốn không chống trái, không có sai biệt, là một thể, là một nguồn, là đồng về một chỗ vậy. Người niệm Phật chỉ sợ tâm không chuyên nhất, nếu đã chuyên nhất thì trì chú hay niệm Phật cũng đều như nhau. Trong chú Lăng Nghiêm là quy mạng năm phương Phật, trong đó có Phật A-di-đà, vậy làm sao mà không về cực lạc thế giới? Chư Tổ ngày xưa soạn hai thời công phu, sáng niệm chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi và Thập Chú, chiều tối tụng kinh A-di-đà, lại sám hối hồng danh và cúng mông sơn thí thực là tròn đầy rộng khắp, độ mình độ người. Bạn xem chư Tổ sư đều là tâm lão bà thống thiết, muốn bạn hồi quy tịnh độ, xong e rằng trên đường đi ma chướng trùng trùng, nên mới kêu bạn sám hối cho nhẹ nghiệp, lại niệm thêm minh chú để được trợ lực mà đi dễ dàng hơn. Ngày nay bạn muốn tinh thuần thì chọn một pháp mà tinh thuần, nhưng cũng không thể vì lẽ đó mà nói rằng các pháp khác có thể bỏ đi, không cần thiết làm như vậy. Một là bản thân mình kém duyên, hai là làm cho Phật pháp không được lâu dài. Niệm chú Lăng Nghiêm và hồi hướng cho tịnh độ là cõi tịnh độ càng thêm sáng đẹp, dẫu rằng vốn tịnh độ đã là cực thiện, cực tịnh rồi, nhưng cũng không ngại thêm sự hồi hướng của bạn. Nếu bạn niệm Phật thông thường thì hoa sen của bạn ở bên cực lạc thế giới càng ngày càng đẹp, càng ngày càng lớn. Nay bạn cộng thêm trì chú Lăng Nghiêm thì hoa sen của bạn lại vượt trội hơn hẳn. Vấn đề không phải là tham pháp. Hẳn nhiên tham thì cái nào cũng là tham, nhưng bạn vẫn là phàm phu, tham pháp một chút để có chỗ quy về còn hơn nói rằng bản tánh rỗng rang rồi buông bỏ không làm một sự thì sớm đọa lạc. Ma chướng chính là khiến cho bạn không muốn tu. Bạn vì lý do này, lý do kia để không phải làm Phật sự, không niệm chú chính là ma chướng. Tôi thấy những người giỏi lý luận thì cuộc sống của họ chỉ có bản thân họ thấy được, còn người xung quanh họ thì chẳng thoải mái gì. Ở gần người lý luận rất mệt mỏi. Nếu họ thật sự đắc đạo thì họ không có lý luận nhiều như vậy. Hào quang của những người đó thật sự rất rối rắm chứ không sáng chói như họ nghĩ. Mình niệm Phật thì niệm Phật, trì chú thì trì chú, không hơn thua, không tranh luận, chỉ phận mình mà làm. Lâu dần tâm khai trí sáng, hào quang mình người thường không thể thấy như thánh, thần, thiên, địa, quỷ, thần đều có thể thấy sáng chói vô cùng, đều hướng về mình mà chúc tụng. Tu trì thì siêng năng mỗi ngày đều phải giữ cho tốt, bận hay mệt cũng phải hoàn thành, làm là niềm vui vì mình cảm thấy có phúc khi được hành trì, chứ không ai ép hay hù dọa để mình làm. Tu là tu cho mình, thông qua
sự tu cá nhân đó mà nhân loại được hưởng nhờ ơn phúc. Bỏ một vốn, kiếm trăm lời, trong trời đất này chẳng có gì mà phát đạt như tu hành chú Lăng Nghiêm vậy. Lam Sơn Trang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.